Xin chào quý anh chị các bạn. Trong cái video này thì mình muốn giới thiệu tới quý anh chị các bạn một cái mẫu đèn Movin mới nhất hiện nay. Đó là mẫu đèn Movin Zabi 12 mắt vuông 3 trong 1. Trên màn hình của quý anh chị và các bạn đây là mẫu đèn Movin Zabi nhá, 12 mắt vuông 3 trong 1 đây. Nó có 12 mắt nét này. Hai mắt chớp này và hai mắt laser. Đây là hai mắt laser đây. Đấy, hai mắt laser. Với cái mẫu đèn Movin Zabi 12 mắt vuông này, 3 trong 1 này rất phù hợp lắp cho không gian phòng hát karaoke, ba vũ trường và sân khấu. Đèn có trục quay ngang là không giới hạn này. Đấy, trục quay ngang không giới hạn, còn trục quay dọc là được 180 độ. Đèn có 3 chế độ chạy là chạy tự động, chạy theo nhạc và chạy qua bàn điều khiển DMX. Thì tiếp đến là Chiến sẽ test cho quý anh chị các bạn hai trường hợp, một trường hợp là không có khói và trường hợp có khói theo nhạc để quý anh chị các bạn xem tham khảo. Đây quý anh chị các bạn nhé, đây trường hợp đèn đang chạy, đây đang chạy tự động và không kết hợp với khói. Đây laser của nó, đây laser chấm bi xanh đỏ đây, và led chia 12 bóng led đây, mỗi bóng công suất là 10W, rất là sáng. Cái đèn này nó tương tự như kiểu chạy của nó, giống như kiểu đèn 9 mắt thôi, nhưng mà nó bây giờ nó thêm 3 mắt nữa là 12 mắt. Đây là đèn Movin Zabi 12 mắt vuông 3 trong 1. Đây là mẫu mới nhất hiện nay. Đây là trường hợp không có khói là như này. Cường độ sáng mỗi bóng của nó là 10W. Và độ bao phủ của đèn rất là rộng. Đấy, đây là trường hợp đèn không chưa kết hợp với khói đâu quý anh chị các bạn nhé. Tiếp đến là mình sẽ kết hợp thêm với một màn khói mỏng vào. Đây không có khói mà quý anh chị vẫn nhìn rõ được các cái luồng nét của nó đấy. Vì cường độ sáng nó tương đối là khỏe. Nên là quý anh chị vẫn nhìn rõ thấy các cái luồng sáng của nó đấy. Chớp. Đây là cái trường hợp mình vừa test thêm một cái màn khói mỏng từ máy phun khói quý anh chị các bạn nhá, nhìn ảo tuyệt vời luôn. Đây trường hợp vừa test thêm một màn khói mỏng đây. Đấy, với những cái dòng đèn phòng hát karaoke ba vũ trường này thì muốn nhìn thấy rõ các luồng quét laser hay là luồng pin thì cần phải một màn khói mỏng là điều chắc chắn rồi quý anh chị các bạn nhá. Đèn đây. Đèn đang chạy đây. Đây là đèn Movin Zabi 12 mắt vuông 3 trong 1. Thực tế đây, mình vừa test thêm một vừa kết hợp thêm một màn khói mỏng từ máy phun khói thì nó được như thế này, sẽ nhìn rõ các luồng nét như thế này. Và độ bao phủ của cái mẫu đèn này nó tương đối là rộng. Lắp cho không gian phòng khoảng độ 30 mét vuông. Đèn đây quý anh chị nhá.